thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư Phật hiện rõ năm quần thế gian là không, hiện rõ 12 xứ thế gian là không, hiện rõ 18 giới thế gian là không, hiện rõ sáu xúc thế gian là không, hiện rõ sáu thọ thế gian là không, hiện rõ sáu cõi thế gian là không, hiện rõ bốn duyên thế gian là không, hiện rõ 12 phần duyên khỏi thế gian là không, hiện rõ ngã kiến là cội gốc cho đến <laughs>